Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí chuyendocviet.com. Sau đây là bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 54. Chương 531. Luyện hóa thảo tự kiếm thư. Luyện hóa linh khí là đặc quyền mà chỉ có luyện khí sĩ đã ngưng tụ khí hải mới có, chính là đặt dấu ấn của mình lên trên linh khí bằng chân khí trong thân thể. Để khí hải đan điền sản sinh ra cộng hưởng với linh khí, nếu như là phi kiếm phi đao thì còn có thể làm vật cưỡi. Nhưng mà, có vẻ như việc luyện hóa linh khí cực phẩm tương đối khó khăn đối với Lý Thanh Sơn mới đạt luyện khí tầng thứ 6. Sau khi các nét bút trên quyển thảo tự kiếm thư thượng sáng lên hơn nửa thì dừng lại, chân khí nối tiếp đã yếu đi. Con người Lý Thanh Sơn lóe lên tia sáng màu lam. Tất nhiên là hắn đã tính toán từ trước rồi mới chọn luyện hóa linh khí ở trong trận pháp này. Từng đốm linh quang có thể nhìn thấy bằng mắt thường thoáng hiện lên trong trận pháp, sau đó hòa vào trong thân thể hắn. Khí hải đan điền gần như kiệt quệ lại dồi dào lần nữa, chân khí tiếp tục tràn vào thảo tự kiếm thư, ánh sáng nhuộm dần từng nét bút và cũng rọi sáng vẻ vui mừng trên mặt Lý Thanh Sơn. Thấy sắp đến lúc thành công, nụ cười trên mặt Lý Thanh Sơn bỗng cứng đờ. Tiến trình luyện hóa linh khí lại bị gián đoạn lần nữa, lần này không phải vì lý do không đủ chân khí. Mỗi một nét bút trên thảo tự kiếm thư đều đang rung chuyển vặn vẹo, tia sáng liên tục tràn vào rồi trào ra. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ không ổn, hắn vung hai tay lên để đổi hướng cho thảo tự kiếm thư quay ra ngoài. Cùng lúc đó, thảo tự kiếm thư cũng bắn ra hào quang chói mắt, kiếm khí bùng nổ mãnh liệt dâng trào mà ra. Kiếm khí lộn xộn, kiếm ý vắng khắp nơi không có mục đích, nhưng Lý Thanh Sơn cầm thảo tự kiếm thư trong tay mà chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Sức mạnh mà linh khí cực phẩm bộc phát ra thực sự quá khủng bố, nếu như mình đối mặt với chúng, trừ khi hóa thành thân yêu, phóng ra linh quy huyền giáp, nếu không thì bị thương nặng là vẫn còn nhẹ. Hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm khí kiếm ý cũng bộc phát nhất thời như chưa từng tồn tại. Thời gian tựa như tạm dừng trong chốc lát, một tiếng răng rắc nho nhỏ vang lên, lầu trúc cột đình bỗng chao đảo nghiêng ngả. Sau đó, tựa như có một cơ quan nào đó được kích hoạt, lầu trúc nguy nga tinh xảo lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh, không sụp xuống mà là nổ tan tứ tung. Lý Thanh Sơn cảm thấy tầm nhìn được mở rộng, có một khoảng đất trống hình thành ở trước mặt hắn. Nơi đặt pháp trận vốn là nơi trung tâm nhất của đình viện này, hiện tại hắn lại có thể nhìn thấy rừng trúc bên ngoài đình viện rồi. Ông trời ơi, ngươi đang làm gì? Lưu Xuyên Phong nghe thấy tiếng động thì tới đây, khi thấy tình hình này thì khiếp sợ đến mức trợn mắt ngoác miệng. Luyện hóa linh khí, Lý Thanh Sơn trả lời đàng hoàng, còn mở thảo tự kiếm thư trong tay ra, hắn đã quyết tâm rồi. Nếu như lúc nào cần thì hắn sẽ lấy bản thảo tự kiếm thư này ra, cho nên cũng không cần phải gạt Lưu Xuyên Phong, dù sao thì hai người cũng được xem là châu chấu trên một sợi dây thừng. Cái đó, đó là linh khí cực phẩm. Ngươi muốn luyện hóa một linh khí cực phẩm. Lưu Xuyên Phong biết vị đệ tử mà mình thu nhận này không giống luyện khí sĩ nghèo khổ bình thường từ lâu. Nhưng khi tên này lấy ra một món linh khí cực phẩm thì hắn vẫn rất giật mình. Lý Thanh Sơn nói, sao vậy? Không được sao? Chân khí của ta rất tinh khiết. Lưu Xuyên Phong đáp, ngươi có biết thưởng thức không vậy? Đừng nói ngươi mới đạt luyện khí tầng thứ 6, cho dù là luyện khí tầng thứ 10 thì cũng không thể luyện hóa một món linh khí cực phẩm. Đây hoàn toàn không phải vấn đề chân khí tinh khiết hay không tinh khiết, mà nó đã vượt ra khỏi tầm năng lực của luyện khí sĩ, chỉ tu sĩ trúc cơ mới làm được chuyện này. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nói, nhưng Tiểu An vừa cầm linh khí cực phẩm Kim Cương Châu vào tay mà đã sử dụng được rồi còn gì. Lưu Xuyên Phong nói tiếp, sử dụng là một chuyện, luyện hóa lại là chuyện khác. Ngươi biết người trong Bách Gia Kinh Viện đều đánh giá Tiểu An như thế nào không? Đánh giá như thế nào? Yêu nghiệt, quái vật, góc nhìn của người thường. Lý Thanh Sơn nói một cách khinh thường, nhưng hắn cũng biết rõ hiện tại bản thân đang tu hành Quý Thủy Ngưng Khí Quyết, tạm thời không có hy vọng đột phá được lệ thường này của tu hành đạo. Chẳng trách ngươi dám quyết đấu với Sở Thiên. Lưu Xuyên Phong lại liếc mắt nhìn lầu trúc bị phá hủy gần nửa mà lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù mình đã đạt tới luyện khí tầng thứ 10, nhưng một khi ra tay thì người chết chắc chắn không phải Lý Thanh Sơn. Cho dù không thể luyện hóa,
nhưng chỉ cần sử dụng được nó thì có mấy luyện khí sĩ có thể đỡ được. Lý Thanh Sơn nói, đương nhiên ta sẽ không làm chuyện đánh trận mà không chuẩn bị, hắn có át chủ bài, chả lẽ ta không có sao? Hầy, lại phải tuyên bố nhiệm vụ để đệ tử Mặc Gia đến sửa chữa rồi, số linh thạch trên đó còn không đủ để ta tới Vân Vũ Lâu sưu tầm dân ca đâu. Lưu Xuyên Phong thở dài, rồi lại chớp mắt với Lý Thanh Sơn, à, đồ đệ yêu quý, chờ đến khi ngươi thắng được 2.000 viên linh thạch thì có muốn vi sư đi tới đó sung sướng hay không? Lý Thanh Sơn lườm một cái, ai là đồ đệ yêu quý của ngươi, sau này ngươi ít đi mấy chỗ kiểu đó đi, ta không hợp với Vân Vũ Môn. Chưa biết lúc nào bên đó sẽ trói ngươi lại vì để đối phó ta, đến lúc đó, ta sẽ bảo họ giết con tin là xong. Ta quên mất đấy, ngươi đừng nói bậy, tốt xấu gì ta cũng là gia chủ, sao họ dám đối phó ta? Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 532, quyển khác. Lý Thanh Sơn nói, người có thể chống cự được mị thuật của Thu Hải Đường sao? Đương nhiên là không cản được. Được rồi, ta nghe ngươi là được, ngươi là đại ca được chưa? Vậy sau này chúng ta là anh em. Lý Thanh Sơn nói, nhớ đến lời Sở Thiên nói với hắn, buồn cười, cười ha ha, chút. Bực bội vì không luyện hóa được thảo tự kiếm thư đều biến mất tăm. Không lớn không nhỏ, Lưu Xuyên Phong thổi râu trừng mắt, chính ông cũng cười theo. Trong mắt Lý Thanh Sơn, tuy rằng Lưu Xuyên Phong toàn là khuyết điểm, nhưng cũng có một điểm tốt chính là không hề có chút kiêu căng nào. Có lẽ đã bị người ta chèn ép quen rồi, cho nên không có cái kiểu khoe khoang thân phận, vênh váo hung hăng như các luyện khí sĩ khác. Lý Thanh Sơn nói, bây giờ mỗi tháng tiểu thuyết ra có thể có được bao nhiêu linh thạch? Lưu Xuyên Phong ngồi xồm ở bên ngoài pháp trận, bây giờ à, mỗi tháng ta có 20 viên. Đúng rồi, ngươi là đệ tử thủ tịch, sau này mỗi tháng cũng có thể lãnh 10 viên, hơn nữa thêm một phần quản lý đệ tử, đại khái có thể lãnh khoảng 40 viên. Đúng là đáng thương thật, Lý Thanh Sơn lắc đầu nói, nhưng mà ngẫm lại ông không làm gì suốt ngày đã có thể lãnh được hơn 20 linh thạch. Chiếm được bảo địa tu hành như thế này, chẳng trách Bách Gia Kinh Viện muốn đuổi ông ra khỏi nhà. Lưu Xuyên Phong cãi lại nói, gia chủ luyện khí cảnh đều chỉ có thu nhập như thế, chủ yếu là vì đệ tử quá ít. Lý Thanh Sơn nói, vậy cụ thể phải tính thế nào? Lưu Xuyên Phong nói, cái này thì phức tạp rồi, chủ yếu là xem số lượng và tu vi của đệ tử, đổi thành một chỉ số, còn có làm được bao nhiêu nhiệm vụ. Chiến thắng bao nhiêu trận chiến cũng có thể gia tăng chỉ số, ngược lại nếu đệ tử vi phạm quy định phạm lỗi thì sẽ bị giảm chỉ số. Tóm lại, một gia tộc phát triển càng tốt thì thu nhập của gia chủ lại càng cao, có thể điều phối càng nhiều tài nguyên. Ai ra, nếu có thể đạt đến như Phật gia hay Đạo gia, ta cũng sẽ tặng ngươi một món linh khí cực phẩm. Ta nhớ câu nói này, chúng ta phải cố gắng hết mình. Lý Thanh Sơn đã có nhận thức mới về tình cảnh của tiểu thuyết gia, tuy rằng rất thấp nhưng cũng có nghĩa có tương lai rộng lớn, quan trọng nhất là tuy rằng cái bánh này rất nhỏ, nhưng lại không cần phải chia cho nhiều người cùng gia tộc ăn cùng, có lẽ lợi ích chiếm được cũng sẽ không ít hơn mấy đệ tử của các đại gia tộc khác. Nhưng tiền đề của mọi chuyện là có thể biến cái bánh này to lên, mà Lý Thanh Sơn lại vô cùng tự tin về chuyện này. Lưu Xuyên Phong phấn chấn nói, cứ yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng đột phá cảnh giới trúc cơ. Đến lúc đó, chỉ tính riêng tiền lương của gia chủ thôi cũng đã có thể tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa thực lực chân chính của tiểu thuyết gia cũng phải đạt đến cảnh giới từ trúc cơ trở lên mới có thể thật sự phô bày ra được. Tuy rằng tiểu thuyết gia có thể biến hư ảo thành hiện thực, nhưng lại bị khống chế bởi hai nhân tố, một cái là lực tín niệm, một cái khác là bản thân người tu hành. Cái đầu tiên giống như điện năng, mà cái thứ hai lại giống như máy biến thiên. Cho dù điện năng có mạnh hơn nữa mà công suất của máy biến thiên không đủ thì cũng không thể nào chuyển hóa nó thành điện lực có thể sử dụng được. Đi viết tiểu thuyết của ngươi đi. Lý Thanh Sơn cười xua tay. Nếu chính hắn đã là đệ tử của tiểu thuyết gia, vậy dưới tiền đề là không làm chậm trễ chuyện tu hành, giúp đỡ tiểu thuyết gia cũng là chuyện đương nhiên. Đợi Lưu Xuyên Phong đi rồi, Lý Thanh Sơn có chút tiếc nuối thu thảo tự kiếm thu lại,
sau đó lại lấy ra một quyển thảo tự kiếm thư khác ra. Trong tay hắn có tổng cộng 3 cuốn thảo tự kiếm thư, một quyển linh khí cực phẩm, một quyển linh khí thượng phẩm và một quyển linh khí trung phẩm. Hiện tại thảo tự kiếm thư mà hắn lấy ra chính là quyển linh khí thượng phẩm cướp được từ tay người mặc đồ đen. Hắn đã luyện hóa qua một món linh khí thượng phẩm là thanh khê kiếm rồi, cho nên cực kỳ tự tin trong chuyện này. 15 phút sau, mấy chục đạo kiếm khí xông thẳng lên bầu trời đêm, Lý Thanh Sơn lại thất bại lần nữa. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút không thể chấp nhận nổi, vì rõ ràng hắn đã từng thành công rồi. Nhưng hơi suy ngẫm một lúc là lập tức hiểu được lý do. Tuy rằng hắn đã luyện hóa linh khí thượng phẩm thanh khê kiếm, nhưng đó là vì thuộc tính của thanh khê kiếm chính là thủy, mà hắn cũng đang tu luyện thủy chân khí. Linh quy chấn hải quyết lại càng cho hắn có được năng lực cảm giác siêu phàm đối với hành thủy, cho nên mới có thể luyện hóa dễ dàng đơn giản như thế sau khi bỏ qua toàn bộ các ưu thế kia. Một luyện khí sĩ tầng 6 muốn luyện hóa một linh khí thượng phẩm thì thật ra lại không đơn giản như thế, thường thì đều sử dụng linh khí trung phẩm. Nhưng Lý Thanh Sơn lại không nhụt chí, ngay sau đó, hắn lấy ra quyển thảo tự kiếm thư yếu nhất, tên vốn có là kiếm khí thư, đến từ hội đấu giá của tạp gia, chỉ là một món linh khí trung phẩm. Lý Thanh Sơn thở hắt ra, không kiêu ngạo không gấp gáp, có lẽ ngay từ đầu. Hắn đã nên bắt đầu từ quyển thảo tự kiếm thư yếu nhất, hắn đúng là có hơi sốt ruột. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 533, truyền thừa. Theo chân khí rót vào, thảo tự kiếm thư sáng lên, hắn còn chưa kịp vui vẻ, vầng sáng đột nhiên bắt đầu rung động. Sắp sửa tắt mất. Tuy chỉ là một món linh khí trung phẩm, nhưng mà mức độ nổ tung cũng không phải mấy món linh khí trung phẩm bình thường có thể sánh bằng. Mà Lý Thanh Sơn lại không hề tránh né, nhìn thẳng vào thảo tự kiếm thư, vầng sáng lại ổn định lại lần nữa, không những không hề phóng ra ngoài, ngược lại bắt đầu thu liễm về. Chỉ trong tích tắc, Lý Thanh Sơn nhìn thấy những nét bút quanh co kia đột nhiên cử động. Không, không phải nét bút cử động, mà là vô số thanh kiếm đang múa may, mà những nét bút kia lại chính là quỹ đạo mà bọn chúng để lại, giống như một người lữ hành để lại dấu chân trên sa mạc. Nhưng nếu so với người lữ hành thì những dấu chân sâu hoắm kia lại cực kỳ ngắn ngủi và nhỏ bé không đáng kể đến, Lý Thanh Sơn không biết hắn là ai, nhưng trong lòng lại cực kỳ bội phục lúc trước khi Thanh Ngưu khen tác giả thảo tự kiếm thư. Hắn còn chưa thể hiểu được hết ý nghĩa ẩn sâu trong. Người này phải giỏi đến cỡ nào mới có thể được Ngưu ca khen ngợi chứ? Hiện tại lại bắt đầu hơi hiểu ra, có lẽ loại kiếm pháp này vốn không nên xuất hiện tại thế giới này. Trong lúc cảm thán, cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng đã hoàn thành việc luyện hóa thảo tự kiếm thư, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên xuất hiện dị biến, mấy chục đạo kiếm khí đột nhiên cuốn ngược trở về. Dọc theo kinh mạch mà xông thẳng vào khí hải đan điền kiếm khí vừa vào. Khí hải đan điền lập tức quay cuồng lên, truyền đến từng cơn đau buốt linh quy chấn hải. Lý Thanh Sơn quát khẽ, yêu đan linh quy hiện ra. Mấy chục đạo kiếm khí đều bị đè ép chặt chẽ. Không thể nhúc nhích, nhưng mà dưới áp lực như thế mà bọn nó vẫn không chịu vỡ nát. Ngừng kết lại như có thực chất, bay tán loạn trong khí hải đan điền, Lý Thanh Sơn hoảng sợ hết hồn. Cảm giác sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nếu bản tôn của hắn không phải là thân thể của một đại yêu quái mạnh mẽ thì bây giờ gân mạch đã đứt thành từng khúc. Nếu hắn không hiểu được linh quy chấn hải quyết thì bây giờ cũng khó tránh khỏi hậu quả đan hủy người vong. Không ngờ trong thảo tự kiếm thư lại có cái bẫy độc ác như thế. Hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ may mắn vì bản thân đã không luyện hóa cực phẩm thảo tự kiếm thư. Hắn thậm chí không dám nghĩ đến hậu quả của việc kiếm khí cuồng bạo có thể phá hủy hơn 10 cái trúc. Lâu kia bộc phát trong cơ thể hắn, hắn lại một lần nữa biết được những nguy hiểm trên con đường tu hành. Hắn có thể tưởng tượng ra được tâm trạng của những người trước kia có được thảo tự kiếm thư, vô cùng vui vẻ mà luyện hóa nó, sau đó lại bị giết chết trong nháy mắt. Đột nhiên hắn cảm nhận ra được hình như trong đầu hắn có thêm thứ gì đó, có thêm một thanh kiếm. Vô số chuôi kiếm từng bay múa trước mặt hắn bây giờ lại nhập lại thành một thanh kiếm đen nhánh như mực, đang thỏa thích vung vẩy.
Lý Thanh Sơn dường như cảm giác được gì đó, rời khỏi pháp trận, đi vào rừng trúc, cũng lấy một thanh kiếm từ trong túi bách bảo ra, cánh tay tự nhiên rũ xuống. Mũi kiếm chỉ xéo vào mặt đất, đột nhiên, nhưng tơ liễu theo gió, giơ lên cao, chỉ thẳng lên bầu trời. Cách đó không xa, một cây trúc già bị xẻ ra làm đôi theo hướng từ dưới lên trên. Lý Thanh Sơn không rảnh để kinh ngạc, trong đầu, thanh kiếm đen kia đột nhiên rơi xuống. Lý Thanh Sơn di chuyển theo kiếm, xoay người chém ngang, kiếm khí như huyễn, rào rạc, rừng trúc ngã xuống ầm ầm. Giờ phút này đã không phải là người điều khiển kiếm, mà là kiếm đang thao túng người Lý Thanh Sơn dựa theo trong đầu mà múa may kiếm thế. Tung hoành nhảy lên, giống như linh vượn, thanh kiếm trong tay đã biến mất tăm, chỉ thấy kiếm quanh lập lòe liên tục quanh cơ thể. Nơi đi đến đều bị bẻ gãy nghiền nát, kiếm thế kiếm ý cực kỳ sắc bén, các loại kiếm quang ảo ảnh đột nhiên thu lại, Lý Thanh Sơn dùng một tay cầm kiếm đưa đến trước mặt. Tay còn lại mơn trớn lưỡi kiếm, ánh sáng lạnh lẽo xanh thẳm chiếu rọi ra gương mặt kiên nghị của hắn thì ra là thế. Tác dụng lớn nhất của thảo tự kiếm thư không phải là dùng để đối phó với kẻ địch giành chiến thắng, mà là ghi lại truyền thừa kiếm đạo của người kia. Còn dòng kiếm khí đi ngược vào trong kia cũng không phải là cái bẫy độc ác, mà là một loại phương pháp để người đời sau có thể hiểu được kiếm y trong đó, cũng coi như một bài kiểm tra. Nếu có được thiên tư như Tiểu An, chỉ thông qua nhìn là đã có thể lĩnh ngộ kiếm ý đến trình độ này, cho dù là kiếm khí đánh ngược lại thì có lẽ cũng có thể điều khiển tự nhiên. Nhưng nếu là người tầm thường thì chắc sẽ không xứng tiếp thu loại truyền thừa này, nhưng Lý Thanh Sơn nhịn không được đoán. Chắc chắn vị tu sĩ kia sẽ không ngờ được rằng thảo tự kiếm thư của hắn sẽ bị chia thành nhiều phần như thế. Nhưng nếu là thảo tự kiếm thư hoàn chính là loại kiểm tra này sẽ kinh khủng đến mức độ nào chứ? Thanh kiếm đen nhánh như mực trong đầu chỉ sợ cũng không phải chỉ múa may vài cái đơn giản như thế. Chỉ tính riêng kiếm ý đáng sợ nó tỏa ra cũng đã đủ để phá hủy thần trí của những người tu hành bình thường trong nháy mắt. Đúng là đã lấy được một thứ khó lường. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 534, hiểu sơ sơ. Lý Thanh Sơn đột nhiên cười, vứt trường kiếm đi, cắm thẳng vào trong nham thạch. Hắn nhảy bật dậy, mượn lực trên mấy cành trúc mềm mại, đi vào bước đã đến mặt đông của hòn đảo, nơi đó là một ngọn đồi nhỏ đầy đá lởm chởm. Hắn nhảy ra rừng trúc, người lơ lửng giữa không trung, dồn khí đan điền, hai tay giơ hở ra. Mấy chục đạo kiếm khí đan sen bị chấn áp trong đan điền hắn nhanh chóng bắn ra ngoài, im lặng không một tiếng động bay vào trong ngọn đồi kia. Chỉ thấy có một chút núi đá không chịu nổi trọng lực mà nứt ra, ngoại trừ cái này ra, không ngờ lại không tạo ra quá nhiều tiếng động, một con dế vốn đang núp sau một hòn đá run rẩy cánh. Kêu thật to, lúc này cũng đã yên lặng lại, ngã từ trên tảng đá xuống, trên người không có vết thương nào. Ngọn đồi vốn đầy tiếng côn trùng kêu vang rơi vào yên tĩnh, đã bị kiếm ý giết sạch sẽ, thì ra đây mới là cách sử dụng chính xác của thảo tự kiếm thư. Lý Thanh Sơn hiểu rõ, rót chân khí vào trong thảo tự kiếm thư. Đi ngược dòng vào, giấu vào trong đan điền, trong lúc chiến đấu cùng kẻ địch lại đột nhiên bùng nổ ra. Uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào, đương nhiên có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo trong thảo tự kiếm thư rồi chắc chắn sẽ không bị thảo tự kiếm thư làm bị thương. Lý Thanh Sơn thì lại dùng biện pháp ngang ngược, cưỡng ép chấn áp những kiếm khí đó. Nhưng hắn tin chắc rằng, tuy rằng hắn không phải thiên tài, nhưng cũng không phải đồ ngu, hiện tại hắn đã luyện hóa nó, chỉ cần tốn chút thời gian là chắc chắn sẽ hiểu được kiếm đạo trong thảo tự kiếm thư. Đương nhiên chỉ là quyển trung phẩm này mà thôi, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Lý Thanh Sơn đột nhiên hiểu được vì sao thảo tự kiếm thư sẽ bị chia thành nhiều phần như thế, cũng hiểu được phải làm thế nào mới có thể dung hợp lại. Đúng là vì không thể nào thông qua bài kiểm tra của thảo tự kiếm thư hoàn chỉnh cho nên mới phải chia nhỏ nó ra. Hoàn toàn không cần phải tinh thông thuật luyện khí, chỉ cần luyện hóa quyển thảo tự kiếm thư này. Dung hợp từng luồn kiếm khí ở trong khí hải đan điền là lập tức có thể đạt được hiệu quả giống như dung hợp Lý Thanh Sơn lại lấy ra một quyển thảo tự kiếm thư thượng phẩm. Chỉ cần có thể luyện hóa hai quyển thảo tự kiếm thư này,
Đừng nói là đối mặt Sở Thiên, cho dù là đối mắt với bất cứ luyện khí sĩ nào thì hắn đều nắm chắc phần thắng. Nhưng đầu tiên là phải lĩnh ngộ được toàn bộ kiếm đạo trong Thảo Tự Kiếm Thư trung phẩm mới được. Đáng tiếc Tiểu An không có ở đây, nếu không chắc chắn có thể giúp đỡ hắn. Có lẽ cảm nhận được lời kêu gọi của hắn, Lý Thanh Sơn vừa mới thu hồi tầm mắt, Tiểu An đã lướt sóng mà đến, đi đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm vui vẻ. Trong Âm Dương Giả, Ma Bố Y đặt mũ quan sang một bên, vẻ mặt có chút ngơ ngác, dựa vào mức độ phức tạp của vân cấp thất thiêm, ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải tốn mấy tháng để dạy dỗ nàng. Vân cấp thất thiêm chia là 7 bộ phận chính, mỗi một phần đều thâm ảo phức tạp, khó hơn mấy pháp quyết ngũ hành như Quý Thủy Ngưng Khí quyết gấp mấy lần. Muốn hoàn toàn thông hiểu đạo lý của 7 phần, trình độ khó khăn cũng tăng lên theo cấp số nhân. Ma Bố Y cực kỳ nghiêm túc tỉ mỉ giảng xong phần đầu tiên, đang định cẩn thận tỉ mỉ giảng giải những tác dụng kỳ diệu trong đó. Tiểu An nói, mời tiếp tục. Ma Bố Y nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc người ngồi trước mặt ông chính là kỳ tài trăm năm khó gỡ a, có lẽ để nàng hiểu biết toàn bộ sẽ càng dễ dạy dỗ hơn. Lập tức dạy toàn bộ vân cấp thất thiêm một lần, còn chưa kịp nói gì, Tiểu An đã lập tức hỏi, con không? Ma Bố Y nói, hết rồi, cảm ơn. Tiểu An đứng dậy thi lễ, xoay người đi ngay, nàng muốn nhanh chóng đi gặp Lý Thanh Sơn, từ trước đến giờ. Kể từ khi gia nhập Bách Gia Kinh Viện xong, dường như thời gian nàng và hắn tách ra đã tăng lên rất nhiều, nàng rất không thích. Ma Bố Y hỏi, người đi đâu? Không phải đã hết rồi sao? Ma Bố Y hỏi, người đã hiểu hết rồi. Tiểu An nói, hiểu sơ sơ. Ma Bố Y lập tức hỏi nàng vài vấn đề, nàng không cần suy nghĩ đã trả lời trôi chảy, đúng thật là hiểu sơ sơ. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa nàng đã hoàn toàn nắm giữa vân cấp thất thiêm. Nhưng những chỗ càng thêm thâm ảo trong cần phải từ từ đi thể hội trong quá trình tu hành, không phải chỉ dựa vào một vài lời. Nói là có thể nói rõ được, cho nên cái câu hiểu sơ sơ mà nàng trả lời rất là chính xác. Nhưng mà lúc trước Ma Bố Y muốn đạt đến trình độ hiểu sơ sơ này, dưới sự dạy dỗ tận tâm của sư phụ, cũng phải tốn thời gian tính bằng năm. Hiện tại, cuối cùng ông cũng cảm nhận được cảm giác của nhất niệm đại sư, có một đệ tử như thế, thật sự sẽ làm cho sư phụ nảy sinh cảm giác thất bại khó miêu tả thành lời. Không cam lòng nói, ngoài miệng hiểu cũng không tính là hiểu, phải tu hành được mới được. Vì thế, Tiểu An chỉ đành ngồi xuống. Vì không phải là Phật Pháp nên cũng không thể nào tu luyện nhanh như khi tu luyện Kim Cương Phục Ma Kinh. Tốn một ngày một đêm mới tu luyện vân cấp thất thiêm đến trình độ nhập môn. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Truyện đọc việt.com Chương 535 Luyện Kiếm. Ma Bố Y mờ mịt xua tay, người đi đi, có cái gì không hiểu lại đến hỏi ta. Tiểu An lại thi lễ, xoay người rời đi. Chân đạp sóng biển, tay áo rộng phấp phới, đi thẳng đến trên Vân Hư Đảo, vừa liếc nhìn đã tìm được vị trí của Lý Thanh Sơn, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lý Thanh Sơn lập tức thỉnh giáo Tiểu An kiếm đạo trong Thảo Tự Kiếm Thư, quả nhiên. Tuy rằng Tiểu An chưa từng luyện hóa bất cứ quyền nào, nhưng lĩnh ngộ kiếm đạo trong Thảo Tự Kiếm Thư hơn xa Lý Thanh Sơn nhiều. Lý Thanh Sơn nghe nàng nói xong, lập tức cảm thấy có được rất nhiều lợi ích, mà nàng cũng đạt được không ít dẫn đường từ những cảm nhận thực tế của Lý Thanh Sơn, kiếm pháp lại tiến bộ thêm một bước. Nhưng lĩnh ngộ vốn chính là một loại cảm giác phức tạp nhất, có đôi khi Tiểu An cũng không biết phải giải thích cho Lý Thanh Sơn như thế nào. Lập tức lấy trường kiếm ra, Lý Thanh Sơn cũng dùng kiếm pháp trong Thảo Tự Kiếm Thư ra đấu kiếm. Không quản ngày đêm, hai bóng người một lớn một nhỏ lẫn nhau truy đuổi, chiến đấu ở trong biển trúc xanh biếc, trường kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng vang leng keng, từng mảng rừng trúc cũng theo đó mà ngã xuống. Lưu Xuyên Phong nhìn thấy cực kỳ đau lòng, trúc lâu mới vừa xài hết không ít linh thạch, tuyên bố nhiệm vụ. Cứ tiếp tục như thế mãi, Vân Hư Đảo tịch mịch chỉ sợ sẽ bị hai người bọn họ chém trụi lùi hết mất. Nói là hai người, thật ra chỉ có một mình Lý Thanh Sơn, kiếm khí của Tiểu An như hồng, nhưng lại cực kỳ cô động, bình thường sẽ không làm bất cứ mảnh lá cành cây nào bị thương.
Nhưng đến mấy ngày sau, số lượng cảnh trúc bị chém ngã lập tức giảm xuống rất nhiều, Lưu Xuyên Phong mới yên tâm. Lại thêm hơn 10 ngày trôi qua, một trận mưa xuân rơi xuống, măng mùa xuân chui từ dưới đất lên. Gió xuân phấp phới, biển trúc phập phồng, mưa phùn bay đầy trời. Lý Thanh Sơn và Tiểu An đứng thẳng ở trong, núi sông xinh đẹp ở nơi xa đều trở nên mơ hồ trong màn mưa, giống như đang đặt mình ở trong một cuộn tranh thủy mặc. Bọn họ cầm kiếm trúc trong tay, khi thì đến gần, lúc lại rời xa, kiếm trong tay rất hiếm khi đánh nhau, mỗi một động tác đều tâm ý tương thông, cực kỳ ăn ý, không giống như đang đấu kiếm, mà giống như đang múa. Lúc đầu Lý Thanh Sơn cầm một thanh bảo kiếm linh khí hạ phẩm, sau đó lại đổi thành linh khí tạp phẩm, sau đó lại đổi thành kiếm bình thường, đến ngày hôm nay đã đổi thành kiếm trúc. Nguyên vật liệu lấy được từ trong rừng trúc dưới chân, hắn dùng thuật luyện khí đích thân đúc ra. Đương nhiên làm như vậy cũng không phải để giả ngầu, lực khống chế kiếm khí càng cao thì yêu cầu về nguyên vật liệu kiếm sẽ lại càng thấp. Nếu là Lý Thanh Sơn lúc ban đầu thì cho dù là một cây kiếm sắt cũng sẽ biết thành một đống bột sắt. Giờ phút này, cũng chứng minh hắn cuối cùng cũng đã có thể lĩnh ngộ, khống chế kiếm đạo trong Thảo Tự Kiếm Thư. Nhưng đến thời khắc đối địch thật sự, đương nhiên vẫn là vũ khí càng mạnh càng tốt, lúc thật sự đối đầu với kẻ địch mạnh. Muốn chơi cái gì mà trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm, rõ ràng là đang tìm đường chết. Lý Thanh Sơn thoải mái, cuối cùng hắn cũng đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý tất cả kiếm đạo ẩn chứa trong quyển Thảo Tự Kiếm Thư thứ nhất. Không cần phải dùng linh quy trấn áp, kiếm khí giống như một con cá tự do bơi lội ở trong khí hải đan điền. Hắn đột nhiên hét to, Tiểu An, dùng toàn lực. Kiếm trúc biến mất, biến thành một mảnh kiếm khí, lúc nặng nề, lúc nhẹ nhàng, khi thong thả, khi nhanh chóng, lúc thẳng tắp, lúc lại khúc chiết. Lần đầu tiên Lý Thanh Sơn lĩnh ngộ được tỉ mỉ những thay đổi trong, không phải cứ thả toàn bộ kiếm khí ra cùng một lượt như lúc đầu nữa. Tiểu An cũng cười nhẹ, trên người chợt bùng lên ánh sáng, kim cương cầm kiếm, cắm xuống dưới, vững chắc như núi. Leng keng, giống như tiếng chuông vang dài, chỉ thấy chỉ có vài vệt kiếm khí mạnh mẽ mới có thể để lại vài vệt nhàn nhạt ở trên kim cương hóa thân. Những cái khác đều không thể làm nàng tổn thương chút nào. Công pháp Phật gia đúng là vô lại thật. Lý Thanh Sơn nhếch miệng, mấy kiếm khí kia muốn phá vỡ chân khí hộ thể đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn phá vỡ kim thân của Tiểu An thì lại là chuyện không thể. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ mới dung hợp một quyển Thảo Tự Kiếm Thư trung phẩm, nếu là cuốn linh khí thượng phẩm thì... Lý Thanh Sơn lấy một quyển Thảo Tự Kiếm Thư khác ra. Vì có quyển Thảo Tự Kiếm Thư hạ phẩm này làm nền móng, nên Lý Thanh Sơn tin rằng mình đã đủ năng lực luyện hóa quyển Thảo Tự Kiếm Thư này. Nhưng hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cất đi. Kiếm ý tập kích ngược lại thì cũng tạm tạm, chứ kiếm ý vào não thì thực sự quá nguy hiểm. Đại não được gọi là linh đài trong tu hành đạo, mức độ quan trọng trong việc tu hành còn vượt qua cả khí hải đan điền. Hơn nữa lại vô cùng yếu ớt. Nếu kinh mạch vỡ nát, đan điền bị hủy thì còn có hy vọng chữa khỏi được, chứ một khi đại não kia chịu tổn thương thì trường hợp tốt nhất là hóa điên. Phát ngốc, hiện tại hắn cũng có nguy cơ đe dọa đến tính mạng nào, nên không cần liều lĩnh mạo hiểm như thế. Lúc này, túi trùng bên eo bỗng rung lên, Lý Thanh Sơn mở túi rồi thả Mã Lục ra ngoài. Có vẻ như thân hình của Mã Lục lại dài hơn một xíu, vừa ra đã uốn éo cơ thể. Bò loạn trong rừng trúc tựa như một cơn gió, ngộp chết ta rồi. Mùa xuân và mùa hạ vốn là lúc các loại sâu bọ hoạt động mạnh nhất, Mã Lục bị nhốt trong túi trùng nên chắc chắn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 536, Bế Quan. Lý Thanh Sơn thấy hơi hổ thẹn, từ lúc hắn vào Bách Gia Kinh Viện đến giờ chẳng có ngày nào rảnh rỗi cả. Trong khoảng thời gian này lại càng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm vào kiếm đạo nên không chú ý đến vị bằng hữu Mã Lục này. Sau khi để Mã Lục vận động một hồi, hắn mở túi trùng ra, trước hết ngươi cố nhịn một chút, sau này sẽ dẫn ngươi đi ăn đồ ngon.
Lý Thanh Sơn vừa về đến lầu Trúc Đình viện của tiểu thuyết gia, Lưu Xuyên Phong đã há miệng nói, ngươi đưa 2000 viên linh thạch cho ta. Lý Thanh Sơn trả lời, 2000 viên linh thạch gì? Lưu Xuyên Phong cười đáp lại, đương nhiên là để quyết đấu với Sở Thiên, Liễu Trường Khanh đã đồng ý rồi, lần này ngươi phải cảm ơn ta đấy. Lý Thanh Sơn đếm 2000 viên linh thạch rồi đưa cho hắn, lấy làm lạ hỏi, sao ta phải cảm ơn ngươi? Hóa ra chuyện Sở Thiên muốn quyết đấu với Lý Thanh Sơn đã truyền đến chỗ Nho gia. Liễu Trường Khanh vốn không đồng ý, bởi vì hắn là một chi phủ, cũng có chút tác phong quân tử. Hơn nữa việc này lại liên quan đến Sở Thiên và Tiểu An, hai người này đều là thiên tài trong Bách Gia Kinh Viện, nên hắn không muốn xảy ra tranh chấp. Sau đó, Lưu Xuyên Phong dốc sức phát huy thiên phú trào phúng, đi tuyên truyền rằng Lý Thanh Sơn chắc thắng, Sở Thiên tất bại ở khắp nơi. Sao Liễu Trường Khanh có thể chịu đựng để tiểu nhân đắc chí như vậy? Thế là đã đồng ý trong phút nóng giận, đã quyết định thời gian rồi, đương nhiên phải nộp tiền cược lên Bách Gia Kinh Viện cho sớm. Hơn nữa, việc này còn dính líu đến một nhà khác trong Bách Gia. Lý Thanh Sơn nghe xong thì dở khóc dở cười, quyết giấu không được mà không quyết đấu cũng không được. Mà hắn và Sở Thiên có thù sâu hận lớn gì đâu, nhưng Lý Thanh Sơn đúng là rất nhiều năng lượng về mặt này. Trong khoảng thời gian này, Hách Bình Dương và Trương Lan Thanh cũng tới thăm hai lần, hỏi hắn vì sao không đi nghe giảng. Nhưng khi thấy hắn đang khổ cực tu luyện kiếm thuật thì cũng không làm phiền, lập tức rời đi. Bọn họ cũng biết vụ cá cược giữa Lý Thanh Sơn và Sở Thiên, đương nhiên việc quan trọng nhất hiện tại là tăng cường thực lực bản thân, cũng chỉ đành tạm gác chuyện luyện khí sang một bên. Lý Thanh Sơn nói, Phúc Bá vẫn chưa về sao? Lưu Xuyên Phong đáp, sư huynh có truyền tin tức về rằng đã cắm khung xong gần hết rồi, Vân Hư xã chuẩn bị khai trương ngay thôi, đến lúc đó mời chúng ta cùng đến tham gia. Lý Thanh Sơn rất khâm phục năng lực của Tôn Phúc Bách, bởi vì hắn có thể sử dụng nhiều tài nguyên như vậy ở trên địa giới lớn nhường này. Trong vòng hơn 20 ngày mà đã có thể lo liệu được đến bước này rồi, thực sự là không đơn giản. Nếu để Lý Thanh Sơn hắn đến làm chuyện này thì chỉ sợ cả nửa năm cũng chưa xong. Cái này không phải do không đủ năng lực, mà là sự chênh lệch về các mối giao thiệp và kinh nghiệm, thực sự là gia nào có người này không khác gì có một bảo vật. Tốt lắm, có điều e rằng ta không tham gia đại điển khai trương được, vì ta sắp bế quan một khoảng thời gian. Bế quan, Lưu Xuyên Phong lập tức hiểu rõ, đây là chuẩn bị cho trận quyết chiến với Sở Thiên, mà Lý Thanh Sơn thì còn có nhiều chuyện cần suy xét hơn. Mã Lục là bằng hữu của hắn, không phải là thú cưng hay vật cưỡi, hắn không thể để bằng hữu của mình ở cả ngày trong túi chung được. Chẳng qua, chuyện cá cược với Sở Thiên cũng được coi như là một trong số các nguyên nhân, ý định ban đầu của hắn là vừa dừng đan dược từ từ. Vừa học luyện khí luyện đan, tích lũy được càng nhiều tri thức và tài nguyên thì sẽ bảo đảm luôn có đan dược liên tục không ngừng. Hiện tại hắn đã thay đổi suy nghĩ, muốn trở thành sư tử vồ thỏ, làm hết sức. Lý Thanh Sơn nói, ta từng nghe ngươi nói, trên đảo có động phủ chuyên để bế quan. Trưởng đệ tử có thể sử dụng miễn phí rất nhiều cơ sở vật chất, động phủ bế quan cũng là một trong số đó. Lưu Xuyên Phong nói, không bế quan ở đây được à? Linh khí ở nói đó còn không bằng ở đây, tự ta có tính toán. Lý Thanh Sơn dẫn theo Tiểu An tới Tranh Minh đảo, sau đó đi tìm giáo tập phụ trách quản lý động phủ bế quan. Khi thấy hai vị trưởng đệ tử muốn chọn chỗ bế quan, Lý Thanh Sơn thì cũng thôi đi, những Tiểu An đã nổi tiếng khắp Bách Gia, nên sao vị giáo tập kia dám thất lễ? Hai vị đạo hữu muốn bế quan riêng hay là cùng nhau? Cùng nhau, mời hai vị đi theo ta. Giáo tập cũng không dài dòng, lập tức dẫn hai người tới một đại điện, sàn nhà rung chuyển một cái rồi nhanh chóng hạ xuống. Mặt đất bên dưới Tranh Minh đảo đã bị đào ra một chỗ trống lớn, được chia thành hơn 10 tầng, mỗi tầng đều được bố trí rất nhiều động phủ bế quan cho đệ tử các gia tu hành. Mỗi động phủ đều khép kín chặt chẽ, bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp trận pháp, không thể cảm nhận bất kỳ khí tức gì. Lý Thanh Sơn cảm thấy càng gần đáy thì linh khí càng nồng đậm, linh khí cuồn cuộn tựa như gió, thổi từ dưới lên trên. Họ trực tiếp hạ xuống tầng thấp nhất của chỗ trống rồi mới vững vàng dừng lại.
Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 537: Ngu ngốc. Giáo tập giao một thứ hình khay tròn cho Lý Thanh Sơn, cái này chính là chìa khóa. Nơi đây là tầng thấp nhất, chỉ có một động phủ để bế quan, trận pháp linh khí cũng là tốt nhất, hơn nữa còn vô cùng rộng rãi. Hai người tu hành ở bên trong hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhau. Nếu đệ tử bình thường muốn dùng, mỗi ngày đều phải trả đến mười mấy viên linh thạch đấy. Lý Thanh Sơn hỏi, không biết ở bên ngoài có thể dòm ngó xem tình hình bên trong được không? Giáo tập trả lời, tuyệt đối không thể, không những nơi này được ngăn cách bởi vài tầng trận pháp, hơn nữa còn có linh lực quấy nhiễu, cho dù là thủy nguyệt bàn của Liễu gia chủ cũng không thể nhìn thấu. Không chỉ không nhìn được mà người bên ngoài có muốn cũng không vào được, một khi động phủ bế quan đóng lại thì chỉ có thể mở từ bên trong ra thôi. Không mở được từ bên ngoài, cũng không phải hoàn toàn như thế, tất nhiên là có cách để mở ra, nhưng đó chỉ là trong tình huống vô cùng đặc biệt thôi. Ví dụ như khi Bách Gia Kinh Viện bị kẻ thù bên ngoài công phá, hoặc là người phải nộp học phí mà không nộp. Lý Thanh Sơn mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ giáo tập chỉ bảo. Hai vị đều là đại nhân vật tiền đồ rộng mở, có thể giúp chút sức lực cho hai vị cũng là vinh hạnh của ta. Đồ ăn và nước uống thì xin mời các vị tự chuẩn bị, nếu không còn chuyện gì khác, ta không làm lỡ việc tu hành của hai vị nữa. Lý Thanh Sơn và Tiểu An tiến vào trong động phủ, khởi động chìa khóa một lần nữa, cửa đá ầm ầm khóa lại, mấy trận pháp kia cũng bắt đầu vận hành. Tuy linh khi ở đây không sánh được với trong trận pháp trên Vân Hư Đảo, nhưng cũng không kém bao nhiêu, mà lại còn an toàn và bí ẩn hơn. Lý Thanh Sơn thả Mã Lục ra ngoài, lại lấy đủ loại đồ ăn mà hắn mua được ở Bách Vị Lâu ra coi như là bồi thường tạm thời. Sau đó hắn quay qua nhìn Tiểu An, xoa xoa chóp mũi của nàng rồi nói, đợi ta bế quan xong, ta sẽ sử dụng kiếm khí đánh bại ngươi. Đừng hòng. Tin tức trưởng đệ tử Lý Thanh Sơn của tiểu thuyết gia quyết đấu với thiên tài Sở Thiên có thể ngũ hành vừa mới vang vọng khắp Bách Gia Kinh Viện. Ngay sau đó tin tức Lý Thanh Sơn bế quan với Tiểu An lại dâng lên một cơn sóng lớn lần nữa. Hoa Thừa Lộ nắm tay thành nắm đấm, thật là ngu ngốc. Dư Tử Kiếm oan uổng hỏi lại, ta lại làm sao? Ta không nói ngươi. Rất nhiều đệ tử phân chia ngồi ở các bồ đoàn xung quanh dồn dập quay đầu qua nhìn. Hai vị, xin hãy giữ trật tự. Trước đạo cung, giáo thụ đang truyền thụ luyện đan thuật lên tiếng nhắc nhở. Hoa Thừa Lộ le lưỡi, cái tên Lý Thanh Sơn kia nổi điên cái gì không biết, đúng là uổng công nhắc nhở hắn mà. Có điều ngẫm lại cũng đúng, sự bướng bỉnh của nam nhân kia đâu có giống người thường, bằng không sao lúc trước lại bỏ qua cơ hội bỏ lên Hoa gia, kiên quyết rời đi chứ. Sau khi kết thúc buổi học, Dư Tử Kiếm dẫn Hoa Thừa Lộ dạo quanh trên Vô Vi đảo. Dư Tử Kiếm nói, chưa chắc vị Lý đại ca kia đã thua, chẳng phải hắn đang bế quan đó sao? Ngày đó, nàng thấy Sở Thiên hung hăng vênh váo như vậy, nên không khỏi đứng về phía Lý Thanh Sơn. Hoa Thừa Lộ nói, ngươi thì biết cái gì, tốc độ tu hành của hắn có thể hơn được. Nàng nhỏ giọng nói tiếp, hơn được thiên nhân chuyển thế là Sở Thiên sao? Trừ khi là yêu nghiệt Tiểu An kia thì còn được. Thiên nhân chuyển thế, cho dù không phải kỳ tài thiên mạch thì tốc độ tu hành cũng vượt xa tu hành giả bình thường. Nghe nói, vì vẫn giữ cảm ngộ tu hành còn sót lại của kiếp trước ở trong lòng. Cho nên bình cảnh được coi là cửa ải khó đối với tu hành giả tầm thường, nhưng bọn họ thường chỉ cần linh cơ chợt lóe là có thể giải quyết. Lần này tiểu tử kia phải mất mặt rồi, nếu hắn chọn lập tức quyết đấu với Sở Thiên, nói không chừng còn có vài phần thắng. Bế quan ư? Vương Phác Thực cười khẩy. Hoa Thừa Tán nói, hắn cũng không đâu có làm theo lẽ thường, nếu đã dám đồng ý thì cũng có nghĩa nắm chắc phần thắng. Ngươi coi trọng hắn như vậy từ khi nào thế? Vương Phác Thực kinh ngạc nói. Hoa Thừa Tán đáp lại, chẳng qua trong lòng lão vương ngươi có thành kiến nên mới không nhìn thấy ưu điểm của hắn. Ngươi ngẫm lại xem, từ lúc còn ở dưới Câu Tùng ngoài Khánh Dương cho đến trong Bách Gia Kinh Viện này, hắn đã mất thời gian bao lâu, lại trải qua bao nhiêu cửa ải khó, mà hắn từng thua lần nào chưa? Vương Phác Thực im lặng, được, đến lúc đó ta sẽ đặt cược cho hắn một chút. Trong Vô Lậu Đảo,
Ngoài cười khổ ra thì Nhất Niệm đại sư cũng không biết làm gì đối với hành vi không nói tiếng nào đã đi bế quan của trưởng đệ tử nhà mình, chỉ đành mặc cho nàng đi thôi. Bế quan ư? Ha ha, bế quan có ích thì cần thiên tài làm gì? Sở Thiên nghe xong mà cười ha ha, nói với hai thiếu nữ ở bên cạnh. Thiên ca ca là mạnh nhất, còn lâu mới thua tên man tử kia. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 538, Thua. Hơn hai tháng sau, trong diễn võ trường lớn của Binh Gia, chỉ còn hai canh giờ nữa là quyết đấu nên có rất nhiều tu hành giả dừng công việc của mình để đến đây quan sát trận đấu. Còn có gia chủ mấy gia ẩn thân ở trong phòng khách quý. Đương nhiên Liễu Trường Khanh và Lưu Xuyên Phong là phải tới rồi, còn đạo nhân Lôi Thôi giận đùng đùng muốn xem Lý Thanh Sơn sẽ bị xấu mặt như thế nào. Mà theo như Vương Pháp Thực thì dù sao Lý Thanh Sơn cũng được tính là ưng lang vệ. Những gia chủ không liên quan đến chuyện này cũng muốn xem vì nghe nói Sở Thiên là thiên nhân chuyển thế. Xem hắn đã tiến đến cảnh giới nào, tất nhiên Lý Thanh Sơn chỉ đóng vai nhân vật đá để thử vàng mà thôi. Thế nhưng từ đầu tới cuối cũng chưa thấy Lý Thanh Sơn xuất hiện lần nào. Cửa lớn động phủ bế quan dưới tranh minh đảo cũng không mở ra. Cuối cùng Hàn An Quân phán Sở Thiên thắng cuộc, giao 4.000 viên linh thạch cho hắn. Sở Thiên ngửa mặt lên trời cười giải vài tiếng, coi như hắn thông minh, nếu không thì sẽ còn khó coi hơn, thứ mà ta mất đi thì chắc chắn ta sẽ đoạt về. Thiên ca ca thật lợi hại, chiến binh không đánh mà thắng. Liễu Trường Khanh liếc nhìn Lưu Xuyên Phong mặt đã trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ châm biếm. Vương Phác Thực chửi ầm lên, chỉ tự nói mình bị nước chảy vào đầu nên mới dốc một khoản đặt cược cho Lý Thanh Sơn. Nếu không phải không có lý do đặc biệt thì không được mở động phủ bế quan, hắn đã hận không thể trực tiếp đi vào bắt Lý Thanh Sơn ra. Hắn không sợ thua, chẳng qua chỉ là chút linh thạch tạp phẩm mà thôi, nhưng không thể thua như này được. Hoa Thừa Tán nhíu chặt mày nói, có phải Thanh Sơn đang ở giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc khi tu hành, không thể gián đoạn hay không? Luyện khí cái giám ấy, có gì không thể gián đoạn, ta thấy rõ ràng là hắn sợ. Sợ sao? Trên diễn võ trường lớn ồn ào ầm ĩ khắp bốn phía, tất nhiên bên thua linh thạch sẽ chửi ầm lên, còn bên thắng thì cũng không tránh khỏi việc buông hai câu chê cười. Khi gọi là tiểu thuyết gia lại trở thành trò cười của Bách Gia Kinh Viện lần nữa. Lôi Thôi đạo nhân xoa cằm, có thể thấy tên tiểu tử kia chắc chắn không phải là một người trốn tránh chiến đấu, chẳng lẽ đã bị cảm hóa bởi tên Lưu Xuyên Phong hèn nhát kia. Tranh minh đảo, trong động phủ dưới lòng đất, đúng là Lý Thanh Sơn đã quên mất chuyện quyết đấu rồi. Tuy Tiểu An nhớ được nhưng lại không hề cho dù có nhắc nhở hắn thì hắn cũng tuyệt đối không thể xuất quan vào lúc này. Tiến độ tu hành đã vượt xa khỏi suy nghĩ ban đầu của Lý Thanh Sơn. Suy tính lúc đầu của hắn là tiêu hóa hết đống đan dược lộn xộn trong túi bách bảo, sau đó lại dốc sức để Linh Quy Trấn Hải quyết tiến bộ thêm một bước. Nhưng bước đi này rất không nhỏ, hắn đã chạm tới ranh giới Linh Quy Trấn Hải quyết tầng thứ hai, chỉ thiếu chút nữa thôi là thành công rồi. Lúc này, tác dụng mà đạo hạnh đan thắng được từ chỗ thu hải đường, cùng với đan dược mà Tiểu An có được từ chỗ Nhất Niệm đại sư mang tới có tính chất quyết định. Vào giờ phút này, Lý Thanh Sơn đã ăn hết số đan dược có thể dùng để tu luyện ở trong túi bách bảo. Chỉ còn dư lại một viên đạo hạnh đan kia, hiện tại hắn cũng ăn nuốt nó luôn rồi, sau đó sẽ luyện hóa một chút. Vào lúc như thế này, bất kể là 2.000 viên linh thạch tiền đặt cược hay là vinh nhục hư danh của một người cũng không thể làm hắn phân tâm. Ba loại thần thông này chính là căn bản gốc rễ của hắn, tựa như Chu Nhan Bạch Cốt Đạo đối với Tiểu An vậy, mà Linh Quy Trấn Hải Quyết còn là căn bản trong cản bản. Linh Quy Trấn Hải Quyết tầng thứ hai rất có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa cảnh giới yêu tướng, vừa bước một chân vào trong đó mà Lý Thanh Sơn đã cảm thấy rất khác biệt, thiên hạ cũng rất khác biệt. Thời gian từ từ trôi đi, không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên, thân thể Lý Thanh Sơn tỏa ra ánh sáng xanh thẳm óng. Ánh sáng kia hình thành nên hình dáng của Linh Qua nhưng mà lúc ẩn lúc hiện, nó lắc quẩy quẫy đuôi, trông rất sống động. Mãi đến khi tràn ra hết động phủ thì nó bỗng nhiên co cút lại,
cuối cùng lui vào trong viên yên đan linh quy nho nhỏ trong cơ thể Lý Thanh Sơn. Nói là nhỏ chứ viên yêu đan kia đã to hơn trước kia cả một vòng. Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng bình tĩnh tựa như nước vậy. Cuối cùng hắn cũng tu luyện linh quy chấn hải quyết đến tầng thứ hai rồi, có điều là vẫn chưa thể thăng cấp lên yêu tướng được. Suy cho cùng thì điều này cũng đã nằm trong dự đoán của hắn, nếu không thì việc độ thiên thiếp thành yêu tướng ở trong Bách Gia Kinh viện cũng quá điên rồ rồi. Cho dù động phủ dưới lòng đất có đóng kín, nhưng sợ là cũng không che giấu được loại khí tức này, đến lúc đó kết cục của hắn sẽ là bị các gia chủ vây đánh. Thế nhưng cánh cửa yêu tướng kia cũng đã hé ra với hắn, hắn đã thấp thoáng thấy được cảnh đẹp vô biên trong đó. Lý Thanh Sơn cũng đã đặt một chân lên trên bậc cửa, hiện tại chỉ cần thu cái chân còn lại, bước vào là được. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 539, tiếp tục thôi. Quá trình này cũng không dễ như vậy, không biết bao nhiêu tu hành giả đã mắc kẹt ở luyện khí tầng thứ 10 năm cũng không thể tiến một bước này. Cũng không biết có bao nhiêu yêu quái đã chết trong thiên kiếp, hắn phải cực kỳ cẩn thận, tích trữ nhiều tài nguyên hơn để hoàn thành một bước cực kỳ quan trọng trong nhân sinh, à không, trong yêu sinh. Lý Thanh Sơn không cần thử mà cũng có thể cảm nhận được rằng, hiện tại dù có là tu sĩ trúc cơ nhưng chỉ cần không phải là người có dị bảo như Phó Thanh Khâm, hay là tu vi cao đến mức như Lôi Thôi đạo nhân thì cũng rất khó có thể đánh vỡ linh quy huyền giáp của hắn. Mà tu vi càng cao thì uy lực của Ngưu Ma Đại Lực Quyền cũng càng ngày càng đáng sợ. Một thân thể và hồn phách cường hãn chính là tấm thẻ đánh bạc quan trọng nhất để chống lại thiên kiếp. Lúc này, Tiểu An mới nhắc Lý Thanh Sơn chuyện quyết đấu. Bây giờ Lý Thanh Sơn mới bừng tỉnh và tính thời gian, hiện tại ở bên ngoài đã là mùa hè rồi. Càng ngày hắn càng cảm nhận được quan niệm về thời gian của tu hành giả là trong núi không có mặt trời mặt trăng, không biết tháng năm không biết đông hạ tuyệt đối không phải nói ngoa. Tuy rằng cảm thấy rất tiếc nhưng cũng không để trong lòng mấy, bỏ lỡ thì bỏ lỡ, trước hết cứ để tiểu tử kia đắc ý một lần, còn sợ rằng tương lai không đòi lại được sao. Dù sao cũng đã bỏ lỡ rồi, cũng không cần vội. Vậy ta tiếp tục đi. Lý Thanh Sơn vừa nhìn vào trong góc đã thấy Mã Lục cũng cuộn thân thể mình thành một hình cầu, dẫn dắt và nạp linh lực trong động phủ, hình như còn chuyên tâm tu hành hơn hắn. Tất nhiên ở nơi này thích hợp để Mã Lục tu hành và hồi phục hơn là ở trong túi trùng. Mã Lục từng là một vị có tu vi cao nhất ở đây, cho nên Mã Lục càng cảm nhận sâu sắc cảm giác trong núi không biết ngày tháng hơn hắn. Tiểu An cũng gật đầu, trong khoảng thời gian này, nàng đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn một bậc về Chu Nhan Bạch Cốt Đạo nhờ việc tu hành Kim Cương Phục Ma Công. Mà vân cấp thất thiêm cũng đòi hỏi nàng phải tốn nhiều thời gian hơn để suy luận và tu hành. Lý Thanh Sơn lại lấy cuốn Thảo Tự Kiếm Thư thượng phẩm kia ra lần nữa, tuy trong khoảng thời gian này hắn chuyên chú về yêu tu hơn, tu vi luyện khí vẫn là luyện khí tầng thứ 6. Thế nhưng lần này, trong lòng hắn đã có niềm tin tuyệt đối. Có kinh nghiệm luyện hóa Thảo Tự Kiếm Thư lần trước, cùng với sự lĩnh ngộ về kiếm đạo, hắn tin lần luyện hóa này không cần tốn quá nhiều thời gian, một lần là thành công rồi. Sau đó mới là giây phút nguy hiểm nhất, kiếm khí bật ngược lại, hung dữ hơn lần trước gấp 10 lần. Cùng lúc ấy, trong đầu hắn lại xuất hiện thanh trường kiếm đen kịt như mực lần nữa, nó vẫn khua múa giống lần trước. Nhưng kiếm ý khủng bố mà nó phóng ra lại giống như vô số cây kim mỏng tựa lông bò, phóng loạn ra ngoài. Kiếm ý phóng ra lần trước chỉ như để tâm Lý Thanh Sơn ngộ ra và có cảm xúc kích động muốn mua kiếm. Nhưng lần này nó lại khiến Lý Thanh Sơn cảm thấy như đầu bị đâm đau nhói một trận, gần như không thể tập trung tinh thần. Có thể tưởng tượng được trong tình huống trước sau đều có địch, thần trí vốn đã mê loạn mà kiếm khí còn đột kích ngược lại, gần như không có bất kỳ luyện khí sĩ nào có thể sống sót tiếp. Nhưng Lý Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, linh quy chấn hải. Linh quy chấn hải, không chấn áp khí hải trước mà lại là thức hải trước. Một con linh quy to lớn vô biên hình thành ở trong đầu Lý Thanh Sơn, nó đè lên chuôi thanh trường kiếm đen như mực, làm cho kiếm ý khủng bố kia bỗng ngừng lại.
Sức mạnh của Linh Quy là chúa tể của tất cả. Đây chính là sự bảo đảm to lớn nhất để Lý Thanh Sơn có can đảm luyện hóa quyền thảo tự kiếm thư này. Thần trí Lý Thanh Sơn sung sướng, đồng thời Linh Quy cũng chấn áp được toàn bộ kiếm khí tập kích ngược trong khí hải. Dù như vậy nhưng vẫn có vài kinh mạch có xuất hiện dấu vết nứt vỡ, đau nhói từng cơn. Nếu là luyện khí sĩ thông thường thì loại tổn thương này là vô cùng nghiêm trọng, cần phải tìm đến y gia để tiến hành chữa trị. Nhưng Lý Thanh Sơn chỉ cần hơi hóa thành yêu hình, thi triển yêu khí để gột rửa kiếm khí còn sót lại, chẳng mấy chốc mà những vết thương kia đã dần khép lại. Là một đại yêu quái đã tiến đến rất gần cảnh giới yêu tướng, năng lực tự chữa lành của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần cho hắn thời gian thì gần như vết thương kiểu gì cũng đều có thể khép lại. Chữa trị vết thương xong, Lý Thanh Sơn lập tức bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo trong quyển thảo tự. Kiếm thư này, hắn thả những kiếm ý kiếm thế kia từng chút một dưới sự kiểm soát của Linh Quy, để có thể chậm rãi cảm thụ và lĩnh ngộ. Chẳng qua, điều hiển nhiên là độ khó của lần này đã tăng vọt không ít. Lý Thanh Sơn há miệng nói, Tiểu An, đến dạy ta kiếm pháp đi. Tiểu An lập tức dừng tu hành, cùng nghiên cứu với hắn. Thời gian trôi cực nhanh, không ai để ý. Lần này còn tốn nhiều thời gian hơn lần trước nhiều, mới nháy mắt đã qua 3 tháng. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 540, Thành Công. Lý Thanh Sơn cầm 2 quyển thảo tự kiếm thư trong tay rồi cùng truyền chân khí vào. Khi chân khí biến thành kiếm khí ác liệt bắn ngược lại thì bị giấu hết góc nhọn sắc bén, không thể làm tổn thương hắn chút nào nữa. Cuối cùng cũng hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm đạo ẩn chứa trong quyển thảo tự kiếm thư thứ 2. Giờ phút này, hắn phải dung hợp 2 quyển thảo tự kiếm thư này vào trong khí hải đan điền của mình. 2 nguồn kiếm khí, một bên mạnh mẽ còn một bên thì yếu ớt, vừa gặp nhau trong khí hải đan điền đã chiến đấu quyết liệt, cứ như không phải có cùng nguồn gốc mà là kẻ thù một mất một còn vậy. Lý Thanh Sơn cũng không sử dụng linh quy chấn hải quyết để cưỡng ép chấn áp, mà cật lực khống chế chúng dựa vào niềm tin. Dần dần thì luồng kiếm khí mạnh mẽ kia chiếm thế thượng phong, nuốt chửng kiếm khí yếu ớt, 2 bên hòa là 1 thể, hóa thành 100 tia kiếm khí cực ác liệt. Bởi vì đã luyện hóa hoàn toàn, nên nguồn kiếm khí với uy lực to lớn này cũng không hề kém thảo tự kiếm thư cực phẩm, hơn nữa còn dễ sai khiến nên càng có tác dụng tuyệt vời. Có thể tưởng tượng được, nếu đang trong thời gian tranh đấu với người khác mà đột nhiên triển khai mấy chiêu này, chẳng có mấy người có thể chống đỡ được. Một tia sáng màu vàng xuất hiện ở phía sau Lý Thanh Sơn, bảo kiếm kim cương to lớn chém xuống đầu hắn. Lý Thanh Sơn chắp tay thành kiếm rồi đặt ngang lên đỉnh đầu. Kim cương kiếm giao chiến kịch liệt với kiếm khí, tạo ra một loạt tiếng kim loại va chạm vang rền. Kim cương kiếm đè xuống một chút, Lý Thanh Sơn đẩy kim cương kiếm ra, nhanh chóng tiến lên phía trước, ngươi lại đánh lén ta. Vì để tăng cao khả năng khống chế kiếm khí, Lý Thanh Sơn từng để Tiểu An đánh lén mình bất cứ lúc nào, để kích thích ra kiếm khí khi cảm nhận được nguy hiểm. Cách này vẫn được coi là không tệ đối với một người am hiểu thực chiến như Lý Thanh Sơn, chẳng qua hình như nàng bắt đầu nghiện đánh lén luôn rồi. Chẳng phải ngươi muốn đánh bại ta bằng kiếm khí hay sao? Tiểu An nở nụ cười hì hì, người kiếm hợp nhất, kim cương kiếm hóa thành vệt sáng vàng tựa dải lụa, gào thét mà tới. Ngươi coi thường ta. Lý Thanh Sơn lấy một thanh trường kiếm là linh khí hạ phẩm ra, vung kiếm tiến lên. Mũi kiếm va chạm. Lý Thanh Sơn chợt quát một tiếng, kiếm khí ở đan điền truyền vào thân kiếm cuồn cuộn không dứt, kim cương. Kiếm nứt vỡ thành từng khúc, cùng lúc đó trường kiếm cũng vỡ vụn, kim cương kiếm vừa vỡ tan thì cũng lộ ra thân thể nhỏ nhắn của nàng. Lý Thanh Sơn ôm lấy Tiểu An, mạnh mẽ vân vê gò má của nàng, còn cù lét cho nàng nhột, ai bảo ngươi bướng bỉnh này. Tiểu An bật ra tiếng cười tựa chuông bạc, Lý Thanh Sơn ngồi xuống đất. Đặt nàng lên đùi, ngươi không nhường đấy chứ. Tiểu An tựa vào lồng ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi con ngươi lóe sáng tựa như tinh linh, sau đó ra sức lắc đầu một cái, mái tóc dài như tảo biển đong đưa tựa gợn sóng. Lý Thanh Sơn nói, thật sao? Tiểu An cười gật gù, thật mà.
Dù Kim Cương Phục Ma Công là một môn diệu pháp uyên thâm của Phật gia, nhưng tu vi tầng thứ nhất thực sự không đủ để ngăn chặn kiếm khí mãnh liệt có uy lực gần như linh khí cực phẩm. Lý Thanh Sơn cười ha ha, Tiểu An đã nói muốn đánh bại ngươi bằng kiếm khí mà, thế mà ngươi còn mạnh miệng. Biết ngươi lợi hại rồi, được chưa? Tiểu An bĩu môi. Nhưng mà Kim Cương Phục Ma cần phải có sự căm giận, muốn khắc chế kẻ thù bằng kiếm đạo thì phải có sát ý. Mà nàng thì không thể nào có loại ý nghĩ đó với Lý Thanh Sơn được. Bất kể là do Kim Cương Pháp Thần của Phật Chí Ma, hay là kiếm đạo tối cao trong Thảo Tự Kiếm Thư thì nàng đều không phát huy được nửa uy lực của chúng. Sắp đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị xuất quan đi. Lý Thanh Sơn nói, thời gian bế quan lần này thực sự đã vượt ra ngoài dự tính ban đầu. Ta còn muốn tu hành ở đây thêm một khoảng thời gian, được không? Tiểu An cắn môi dưới, hai mắt mở thật to tràn đầy vẻ mong đợi. Ai có thể từ chối ánh mắt như thế này đây? Lý Thanh Sơn cúi đầu, để chán kể chán sát trên đầu nàng. Được, nghe lời ngươi, dù sao cũng không có đan dược, cho nên ở lại đây luyện cũng không tệ. Tiểu An nhoẻn miệng cười, tu hành ở chỗ nào cũng không có gì khác biệt đối với nàng, nhưng có thể bế quan cùng hắn vẫn là chuyện làm cho nàng hài lòng nhất. Không bị bất kỳ ngoại vật nào quấy rầy, ở trong động phủ kín mít này, ở chung sớm chiều, không chia lìa một giây một phút nào. Không khác gì một cái cảng tránh gió, tránh né tất cả mưa gió ở thế giới bên ngoài. Ở sâu dưới lòng đất này, Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lên. Dù cách tầng tầng lớp lớp trận pháp, muôn vàn lớp đất dày đặc, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ được sự dao động khác thường của linh khí thiên địa. Đó là điều mà Yêu Đan Linh Quy nói cho hắn biết. Ngón kẽ của Tiểu An nhẹ nhàng chạm vào từng đốt ngón tay của ngón giữa, bấm tay tính toán mấy lần, sau đó tự tin nói, có tuyết rồi. Lý Thanh Sơn hỏi, đi ra ngoài chơi ném tuyết chứ? Tiểu An đáp nhanh, được. Thế là, cửa lớn của đồng phủ dưới lòng đất âm âm mở ra. Các bạn vừa nghe xong tập 54 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Già tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.